Hay lại nhà màu một trệt ba lầu. Nó lại từng một. Thì đó. Đây là bên ngoài sân vườn. Cái căn này cũng 5x15. Thôi mình lên tầng trên đi. Nó phía ngoài chỗ để xe ô tô. Nó đến bên lầu 2 đó. Lầu 1 này. Căn này thì có 4 phòng ngủ của anh. Có 4 phòng ngủ. Bốn nhà vệ sinh đây, đây là phòng khách sinh hoạt chung này, ở tầng 2 này. Đó. Đẹp không? Cái này nó tự đóng rồi. Đó. Đây là phòng ngủ thứ nhất, phòng ngủ master lớn. Đó. À, cái nhà vệ sinh này, nhà vệ sinh rộng thanh thang, rộng thanh thang, đó mình tự thiết kế, đó. Nhà vệ sinh này, đây là cái ban công, mình đi ra ngoài ban công ở tầng 1, đây là khu gia đình. Đó, khu gia đình đó. Đó, chim chóc đầy. Đó. Rồi mình đi tiếp lên tầng trên đi. Một phòng ngủ này. Đó, đây là phòng ngủ thứ hai này. Đó, phòng ngủ thứ hai. Đó, nhà vệ sinh thì đây hơi nhỏ, nhỏ hơn xíu. Nhỏ hơn các phòng khác xíu. Nhưng cũng đủ rộng, rộng hơn ở căn hộ rất nhiều. Đó. Đây. Đây, đây, đây là phòng ngủ mới. Đây là phòng ngủ thứ ba này. Đó, cái nhà vệ sinh này, này nó to nữa. Đó, đẹp, thiết kế rất đẹp. Đó, nó thiết kế đẹp nha. Thiết kế rất đẹp. Rồi mình đi ra ban công ấy. Đó. Đúng rồi, đây là nơi thư giãn. Đó, mình thu thư giãn toàn này đóng đó. Mọi người thấy không? Rộng thanh thang, thoải mái. Rồi ngồi cũng đẹp luôn. Rồi, đây, mình đi vào. Vào bên trong. Rồi. Này. Rồi mình đi lên thêm tầng trên đi, tầng 3. Tầng 3. Cái tầng trên cùng đây là nơi tập thể thao, thư giãn. Đó. Đó. Mình đi ra công viên. Đó. Đây là một cái phòng áp mái cũng có sân vườn ngoài này. Đó. Rồi. Đó. Đây cũng có thể bố trí thành một phòng ngủ được chứ, hoặc là phòng làm việc cũng thoải mái quá rồi. Đó. Cái phòng rất đẹp, trang trí cũng đẹp quá trời luôn. Cái này tổng bán là bao nhiêu?
căn nhiều căn này ấy, nếu không bàn giao là hoàn thiện thô thôi, giao thô thôi, nó giả là ở bên này thì tầm khoảng 9 tỷ 7 mà bàn giao thô 9 tỷ 7, đúng rồi 9 tỷ 7, nên một nhà có 9 tỷ 7. Ngoài này có một cái sân vườn riêng nữa này, đó ngoài này có sân vườn rất rộng, nó để bồn nước để điều hòa cho ngoài này, nó tách biệt với bên trong luôn, nó ảnh hưởng nhiệt độ phòng. Đó là khu sân vườn, ở đây một nhà vệ sinh nữa. Rồi đây cái căn này nào thì nổi bật là được cái 5 nhà vệ sinh và 4 phòng ngủ. Đó đây, đây là cái lối đi bộ, cầu thang thì sẽ được bàn giao sẵn cho mà thô. Đó rồi thì đây toàn cảnh của cái phòng làm việc cuối cùng này. Rồi